Xin chào, hôm nay thì mình sẽ quay trở lại với một chủ đề được thôi thúc, đó chính là bạn nên cởi mở hơn để đón nhận điều ban phước lành nào. Thì hôm nay sẽ là một cái chủ đề cực kỳ mở và ngẫu nhiên, bởi vì là đôi khi sẽ có những bạn là các bạn ấy biết được những cái điều mà các bạn đang muốn và các bạn cũng sẽ được đáp ứng luôn, là các bạn đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi. Nhưng đôi khi những điều ban phước lành mà vũ trụ gửi xuống nó lại không nằm trong kế hoạch của các bạn thì sao? Nó không nằm trong tất cả những gì mà bạn đã từng nghĩ trước đó thì sao? Vậy thì lúc đó thì những cái dấu hiệu nào mà bạn cần nên để ý, hoặc là sẽ có sự kiện trường hợp gì, thì rất có thể nếu như hôm nay mà bạn được hữu duyên đến với kênh của mình và xem cái chủ đề này, thì rất có thể trong cái tụ bạn chọn nó sẽ chứa một vài những cái thông điệp và dấu hiệu cụ thể để các bạn biết là những điều ban phước lành mà các bạn nên cần cởi mở hơn để đón nhận là gì, và những cái dấu hiệu những người tham gia vào hay thậm chí là những sự kiện có thể xảy ra trước hoặc là trong lúc đó là gì, để các bạn có thể chú ý hơn, để có được một cái việc là các bạn xây dựng được một cái lộ trình cho cuộc sống của các bạn, cũng như tiếp cận được gần hơn với những điều mà thật sự mà các bạn được ban tặng để các bạn sống được một cuộc sống hạnh phúc. Thì vừa rồi đấy là những cái mà mình chia sẻ qua về chủ đề ngày hôm nay. Hôm nay thì mình sẽ đến với ba tụ bài nha. Ba tụ bài ở đây thì mình đã để ra, đó chính là ba viên đá. Viên đá đầu tiên đứng với tụ 1 đó chính là đá mặt trời. Viên đá số 2 là viên đá thạch anh hồng. Để dưới ánh sáng thì trông nó không được rõ ra màu hồng. Viên đá số 3 là thạch anh vàng, tương ứng với tụ 3. Các bạn có thể dừng lại video để các bạn xem là cái tụ bài nào, viên đá nào liên kết nhất với các bạn, và có thể chọn nhiều hơn một tụ nha. Cái điều này mình nói rất rất nhiều rồi. Bây giờ mình sẽ đến với tụ đầu tiên để xem bạn nên cởi mở hơn với cái điều ban phước lành nào. Tụ 1, bạn nên cởi mở hơn cho điều ban phước lành nào? Các bạn có 6 xu. Mình nói luôn nha, cởi mở hơn trong chuyện tiền bạc, trong chuyện cho đi và nhận lại, cho chuyện là các bạn đừng lo rằng cái việc những việc tốt của các bạn làm là không ai ghi nhận, không ai biết, hoặc là bạn chỉ đang làm đơn phương thôi, hay là bạn chỉ mới đang làm một chiều mà xong rồi bạn nghĩ là đấy là những cái sự đóng góp nhỏ nhoi không có ai biết đến bạn, thì đừng bao giờ nghĩ như vậy. Bởi vì một khi cái lòng tốt bạn được gửi ra ngoài, một khi cái ý niệm của các bạn được luân chuyển vào hành động, một khi những cái sự cho đi của các bạn nó một cách đúng đắn, đúng người, đúng thời điểm, thì sẽ luôn luôn có những cái được gọi là nguyên nhân và kết quả. Một hành động của các bạn nó sẽ để lại một cái kết quả. Và chắc chắn một điều nha, khi nhắc đến tụ 1 mình có thể nói luôn, đó chính là cái việc mà bạn nên cởi mở hơn, đó chính là hãy cứ cho đi và cái việc các bạn nhận lại nó sẽ được gấp hơn rất rất nhiều lần so với bây giờ, so với tình trạng của bạn hiện tại. Đặc biệt ở đây liên quan đến chuyện tiền bạc vật chất, liên quan đến cái việc là đối xử giữa con người với con người, liên quan giữa cái việc là bạn trao đi một cái sự tín nhiệm, trao đi một cái tình yêu thương, hoặc là trao đi một cái lòng tin nào đó với một ai đó. Tại vì khi mà nhắc đến hình ảnh 6 xu là mình thấy được là nó có sự ngang bằng giữa hai bên, nó có sự cân bằng, và bạn biết cái điều đó là đúng, bạn biết là khi cho đi với người đấy là đúng, bạn biết là khi bạn tin tưởng người đó là đúng, bạn biết khi bạn tín nhiệm người đó là đúng, mặc dù cái trường hợp hiện tại của các bạn có thể như nó không chưa đạt được cái trạng thái hoàn hảo, nhưng bạn biết là cần phải cho đi, bởi vì bạn cảm giác là bạn bạn được thôi thúc là như vậy, bạn cảm giác bạn vui vẻ khi bạn cho đi, thì hãy cứ làm đi nha. Bởi vì thực sự là mình thấy là cái điều ban phước lành nó gửi lại cho các bạn, nó liên quan đến luật nhân quả rất là nhiều. Luật nhân quả được coi là một trong 12 luật chính trong quy luật của vũ trụ. Những bạn nào chưa biết về luật vũ trụ thì có thể gõ lên trên Google về cái việc là 12 quy luật của vũ trụ, thì sẽ hiện ra cái quy luật nhân quả để cho các bạn biết. Và cái này nó liên quan cả đến một số các bạn ở đây, mình không nói tất cả, nhưng một số các bạn ở đây có cả liên quan đến nghiệp quả nữa. Là đôi khi các bạn sẽ được hưởng lợi từ cái việc là những cái thành quả tốt, hoặc là những cái việc làm tốt mà bạn đã từng làm trước đó với một ai đó, với một trường hợp nào đó, và bạn không nghĩ là đến một ngày họ quay lại trả ơn. Nhưng đến khi họ quay lại trả ơn lại bạn thì lúc đó rất có thể là bạn cũng đang cần sự giúp đỡ mà bạn chưa biết bấu víu vào ai, thì tự nhiên họ xuất hiện như một vị thần chẳng hạn, hoặc là như một vị gọi là quý nhân chẳng hạn. Thì đấy chính là cái sự gọi là cái sự ngang bằng giữa cho và nhận, đặc biệt là trong tụ 1 nha. Thế nên là cái việc mà cởi mở ra nó cực kỳ hữu ích cho các bạn. Còn nếu như các bạn đã làm điều này rồi và đang làm điều này thì hãy cứ tiếp tục duy trì. Và người ta, và bất kể bạn cho đi hay là bạn gửi gắm đi điều gì, hãy nhớ rằng hãy luôn đặt một cái ý niệm tốt thuần khiết vào nó, và đừng nghĩ đến cái việc là cái sự cho đi của mình có là nhỏ nhoi hay có là bé quá không, có đáng kể để người ta nhớ hay không, hay là như kiểu là tự so sánh bản thân bạn với những cái người đóng góp lớn lao hơn khác, và bạn nghĩ là thôi mình đóng góp có tí xíu thôi chắc chẳng ai nhớ đâu. Đừng bao giờ nghĩ như vậy ha, bởi vì người ta hay nói câu là của cho không bằng cách cho.
Và còn một điều nữa quan trọng hơn, bạn biết bạn nên cởi mở hơn để đón nhận điều ban phước lành gì nữa không? Đó chính là bản thân bạn sẽ có thêm vận may và bản thân bạn sẽ có thêm điều ban phước lành. Nó đến từ việc là bạn dám tha thứ cho bản thân, bạn dám cho bản thân. Cho ở đây không những là cho người khác nha, không những là đặt niềm tin, không những là cho tiền cho người khác, không những là làm việc tốt cho người khác, mà còn đây làm việc tốt cho chính bản thân bạn. Ví dụ như là khi mà bạn thấy bạn mỏi mệt, khi mà bạn thấy bạn là cần nghỉ ngơi, cần nạp lại năng lượng, hãy làm như vậy. Hoặc là khi bạn dám cho phép bản thân là buông bỏ quá khứ để tiếp tục tiến lên, sống với hiện tại và sau đó lên kế hoạch cho tương lai tốt hơn. Bạn cho bản thân ở đây có nghĩa là dám tha thứ cho bản thân mỗi khi mà bạn mắc sai lầm chẳng hạn. Bởi vì con người ai cũng mắc sai lầm thôi. Kiểu như vậy thì đấy cũng là cái việc là cho đi và nhận lại. Các bạn sẽ thấy được một cái nguồn năng lượng rất khác, các bạn sẽ thấy được một cái sức sống khác, các bạn sẽ thấy được một cái gọi là một cái phiên bản khác của chính bạn, và khiến bạn tự ngạc nhiên khi mà bạn dám tha thứ và dám yêu thương bản thân bạn nhiều hơn, dám cho bản thân bạn nhiều hơn chẳng hạn. Không hiểu sao khi nhắc đến cái tụ một thực sự mình thấy rất vui, bởi vì khi mà nhắc đến cái hình ảnh mà 6 xu cho đi và nhận lại như thế này là mình thấy là các bạn trong tụ một, các bạn ấy đã nỗ lực rất nhiều cho cái hành vi cho đi và nhận lại một cách công bằng, cân bằng và hợp lý. Và các bạn ấy đã phải luyện tập rất rất là lâu. Và các bạn ấy cũng đã phải tìm ra một cái phương pháp, tìm và chọn lọc ra rất nhiều phương pháp, và sau đó mới tìm ra được cái phương pháp phù hợp. Sau đó các bạn mới tìm ra được cái cách để các bạn ấy tương tác với người khác, để thiết lập ra một cái boundary, cái hàng rào, cái sự bảo vệ dành cho chính các bạn ấy. Để vừa có được cái sự tôn trọng, yêu thương của người khác, nhưng cũng vừa không vẫn bảo vệ được cái năng lượng riêng của các bạn ấy. Thì thực sự đây là một cái điều rất rất đáng hoan nghênh cho các bạn. Và đây cũng là cái điều mà các bạn được kêu gọi hãy tiếp tục cởi mở ha. Bạn đang ở chính xác cái nơi bạn cần ở. Khá nhiều các bạn trong tụ 1 nha, đôi khi các bạn làm cái phần việc của các bạn xong nhưng mà các bạn vẫn thắc mắc, hoặc là các bạn vẫn không biết là thật sự các bạn có làm đúng hay không, các bạn có đang cho đi đúng người hay không, hoặc là các bạn đang không biết là cái sự cho đi đấy của các bạn nó sẽ đi dẫn đến đâu hoặc về đâu. Thì ở đây liên quan cái việc bạn đang ở chính xác nơi bạn cần ở, cái vị trí mà bạn cần ở, và kể cả trên cái hành trình tâm linh của các bạn nữa. Thế nên là đừng có cần phải chạy nhanh hơn, đừng có cần phải lúc nào cũng cần phải tìm ra câu trả lời ngay khi bạn hỏi, bởi vì rất có thể, đặc biệt ở đây, câu trả lời và điều ban phước lành của các bạn trong tự một đôi khi nó hơi bị trì hoãn một xíu. Hãy học hỏi cái sự kiên nhẫn từ sự trì hoãn đấy, chứ không phải là càng bấn loạn hơn để đi tìm câu trả lời. Bạn mạnh mẽ hơn là bạn tưởng, và bạn mạnh mẽ hơn bất cứ một cái sự đo lường nào. Cái điều này thì như mình đã nhắc đến từ trước, đó chính là khá nhiều các bạn trong tụ một đôi khi các bạn ấy đánh giá không đúng về cái giá trị và cái sức mạnh của các bạn ấy liên quan về sự cho đi, liên quan về cái sự nhận lại. Ví dụ như một số các bạn ở trong tụ một trong quá khứ đã từng cho đi nhiều hơn, còn khi mỗi khi các bạn nhận cái gì đó thì tự nhiên các bạn thấy xấu hổ, các bạn ngại chẳng hạn, hoặc các bạn cảm giác là cái điều đấy không đáng chẳng hạn. Hoặc là ngược lại, các bạn nhận nhiều quá, bây giờ các bạn muốn cho đi, tự nhiên các bạn ấy cũng có những cái tâm thế của cái việc là chưa sẵn sàng chẳng hạn. Thì mình chỉ muốn nhắn nhủ cho các bạn thôi, đó chính là các bạn luôn biết bản thân bên trong các bạn trong tụ một sẽ luôn biết các bạn cần gì, muốn gì và muốn thực hiện như thế nào. Vì vậy hãy nắm lấy cái sự kiểm soát của các bạn, hãy nắm lấy cái sức mạnh riêng của các bạn, hãy giống như là cái người này cầm lên cái ngọn đuốc của riêng mình để soi chiếu đường cho các bạn đi, và sau đó sẽ là cái người dẫn đường cho người khác, sẽ là cái người là những cái ngọn đèn cho người khác đi theo. Và khá nhiều các bạn trong tụ một nha, mặc dù hôm nay đang nói về việc là bạn cần cởi mở hơn để cho cái điều ban phước lành nào được lan vào trong cuộc sống của bạn, nhưng ở đây mình đang thấy còn liên quan cả đến cái sức mạnh cá nhân của các bạn nữa. Đừng bao giờ đánh giá thấp cái sức mạnh cá nhân của bạn, đừng bao giờ đánh giá thấp cái giá trị mà bạn đóng góp vào cho một nơi nào đó và một người nào đó, và đừng bao giờ đánh giá thấp bởi chính cái con người bạn. Hãy nên nhớ rằng người khác nói gì không quan trọng bằng cái việc là bạn tự phán xét bản thân. Và thông thường chúng ta sẽ là cái người mà phán xét bản thân nặng nề nhất. Thế nên là càng cần cái sự mạnh mẽ hơn để vượt qua tất cả sự đo lường, vượt qua tất cả những giới hạn, vượt qua tất cả những cái tiêu chuẩn thông thường. Bởi vì bạn là cái người tạo ra tiêu chuẩn chứ không phải là cái người đi theo một ai đó. Và ngoài ra cái sức mạnh ở đây còn là mình nghĩ cái việc là đừng sợ phải khác biệt, đừng sợ phải thể hiện là bạn tốt, đừng sợ thể hiện là bạn tuyệt vời, đừng sợ thể hiện là bạn nhân từ, đừng sợ thể hiện là bạn yêu thương một ai đó một cách công khai chẳng hạn. Hãy cứ làm những gì bạn được thôi thúc và được mách bạn. Bạn sẽ ngạc nhiên về tất cả những thứ mang lại cho các bạn. Và một khi các bạn làm xong những cái phần việc là cho đi và nhận lại một cách cân bằng và hợp lý này xong, bạn sẽ thấy được cái phần thưởng ngay lập tức đáp ứng lại cho các bạn là như thế nào. Nên là mình mong là, mình có cảm giác là khá nhiều các bạn trong tụ một đã từng trải qua cái trường hợp mà mình đang nói. Thế nên các bạn hoàn toàn có thể chia sẻ câu chuyện trường hợp của các bạn
comment ngay bình luận ở dưới YouTube cho mình xem ha. Và grounding, các bạn được kêu gọi để ý hơn đến cái luân xa số 1. Luân xa số 1 là luân xa được coi là luân xa gốc rễ, cũng giống như một cái cây vậy, một cái thân, một cái cây phải vững chắc khi bộ gốc rễ khỏe mạnh. Thì ở đây muốn nhấn mạnh đến cái việc là những cái sự thiếu và luân xa gốc rễ chịu trách nhiệm cho sự đảm bảo, sự an toàn, chỗ ẩn nấp, những cái vấn đề thuộc nền tảng ví dụ như là công việc, tiền bạc, sự nghiệp, tình cảm mà đến từ những cái mà nhìn được, sờ được, cầm được, nắm được. Thì ở đây liên quan grounding. Bạn đã được kêu gọi cởi mở, đó chính là nếu như bất cứ khi nào bạn cảm giác sợ hãi, bất cứ khi nào bạn cảm giác chưa sẵn sàng, bất cứ khi nào bạn cảm giác nghi ngờ về một thứ gì đó, hoặc nghi ngờ về chính lòng tốt của bạn, nghi ngờ về chính sự cho đi của bạn, hoặc là đánh giá thấp, giống như vừa nãy mình nói là đánh giá thấp vì bạn thấy là cái sự đóng góp của bạn nó quá nhỏ bé so với người khác, thì hãy quay trở lại và lập tức làm việc với luân xa số 1 giúp mình ha. Luân xa số 1 thì bạn có thể ví dụ như là bạn đánh ở trên YouTube về những cái nhạc tần số luân xa 1 hoặc là luân xa gốc rễ chẳng hạn, thì họ sẽ có những cái phương pháp, hoặc là đánh trên trên mạng có rất là nhiều các cái phương pháp, ví dụ từ ăn uống này, từ mặc quần áo này, ví dụ như là từ nghe nhạc này, hay thậm chí là tập yoga này. Và đặc biệt là luân xa số 1 thì luôn luôn gắn liền với màu đỏ nha. Hoặc ví dụ đeo những loại đá này. Đó, thì vừa rồi đấy là những cái thông tin mà mình truyền tải cho các bạn trong tụ 1. Và điều ban phước lành cho các bạn trong tụ 1 khi mà các bạn dám cởi mở hơn là gì? Destiny, wow, định mệnh. Định mệnh ở đây thì có thể hiểu theo hai nghĩa. Đó chính là thu hút được một người định mệnh trong chuyện tình cảm. Định mệnh của các bạn rất có thể là bạn gặp gỡ thông qua cái việc là khi bạn học hỏi được cái ranh giới tương tác giữa người với người, khi mà bạn học được cái việc là khi nào nói có, khi nào nói không, hoặc là khi các bạn làm từ thiện nha. Mình đang thấy cho đi và nhận lại ở đây. Thì các bạn có cùng chung điểm chung, đó chính là có một cái sự nhân từ, có một cái sự thuần khiết, có một cái lòng nhân hậu khi giúp đỡ người khác, thì bạn sẽ gặp định mệnh của các bạn tại những cái nơi như vậy. Và ngoài ra định mệnh ở đây còn là mình nghĩ bạn sẽ thu hút được một cái công việc được coi là công việc định mệnh của các bạn, rất có thể là liên quan đến con người nhiều hơn, nó liên quan đến làm việc với con người, làm việc với tinh thần, làm việc với giống như là hoặc là làm việc trong tổ chức phi chính phủ nhiều hơn. Một trong những điều ban phước lành nữa bạn sẽ thu hoạch được khi mà bạn có được cái sự cân bằng giữa cho đi và nhận lại, đó chính là sự thông thái, giống như là những chú cú vậy. Qua mỗi một thời gian bạn gặp một con người, qua mỗi một cái thời kỳ, qua mỗi một sự kiện, qua mỗi cái cách mà bạn giải quyết vấn đề, hoặc thông qua cả những cái lần vấp ngã của bạn, bạn học hỏi được đó chính là bạn thông thái hơn. Thì cái điều này thực sự rất là quan trọng, và cái năng lượng của bạn nó sẽ luôn luôn được tái tạo lại sau những cái lần đôi khi mà như kiểu là không thoải mái, hoặc là đôi khi mà như mình nói là bạn vấp ngã, hoặc là đôi khi bạn cảm thấy được là bạn nghi ngờ bản thân chẳng hạn. Justice, yeah. Cái điều này không bao giờ có thể thiếu được, đó chính là sự công bằng, công lý, giống như hình ảnh cán cân. Đó chính là như vừa nãy mình nói rồi, cái sự công bằng, cái sự không thiên vị, cái sự ngang bằng, cái sự bình đẳng sẽ là những điều mà các bạn trong tụ 1 sẽ theo đuổi từ bây giờ cho đến lúc gọi là cho đến lúc mà có khi bạn kết thúc cuộc sống nữa. Bởi vì sao? Bạn hiểu được cái là khi cho đi và nhận lại một cách đúng đắn, một cách hợp lý, một cách đúng người, đúng thời điểm và đúng lý do, mọi thứ nó sẽ khác hơn rất nhiều so với việc là bạn chỉ mang cái lòng tốt của bạn đi và cứu giúp một cách vô tội vạ chẳng hạn, và không có kế hoạch chẳng hạn. Bạn sẽ nhận ra được những cái lợi ích từ những cái sự quan sát, từ những cái sự khác biệt như vậy giữa hai cái con người, giữa hai cái cách làm khác nhau. Mặc dù cùng là sử dụng lòng tốt thôi, nhưng sử dụng lòng tốt hợp lý và sử dụng lòng tốt cho những cái mà đúng đắn, nó sẽ khác và nó mang lại kết quả hoàn toàn khác biệt so với cái việc là bạn mang cái việc là bạn chỉ muốn giúp đỡ người khác nhưng trong khi là bạn chưa có cách thức, hoặc là trong khi là giúp đỡ chưa đúng thời điểm thì nó sẽ xảy ra một cái kết quả khác chẳng hạn. Bạn sẽ học được cái điều đó, học được sự khác biệt đó, và từ lúc đó bạn sẽ thiết lập ra được rằng là cái sự công bằng nó thật sự nằm ở đâu. Bạn sẽ là cái người nói ra được cái điều đấy. Và ngoài ra có một điều nữa, đó chính là sự công bằng ở đây còn là mình nghĩ được rằng là lại một lần nữa nhấn mạnh cái việc là khi các bạn lan tỏa ra một lòng tốt thì lập tức các bạn cũng sẽ được gửi trả bằng cái phần thưởng lòng tốt tương đương. Thế nên là đừng đánh giá thấp những gì mà các bạn đang đầu tư vào, những gì mà các bạn đang đặt niềm tin, hay những gì mà các bạn đang trợ giúp. Bởi vì cái điều đấy nó thực sự rất tốt và nó có khả năng phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai. Vừa rồi là những cái thông điệp mà mình truyền tải cho các bạn. Và vì đây là trả bài chung nên các bạn hoàn toàn hãy cởi mở ra để đón nhận thông điệp nha. Bây giờ mình sẽ sang với các bạn trong tụ 2. Tụ 2, bạn cần cởi mở hơn với điều gì để đón nhận điều ban phước lành đến với cuộc sống của bạn? Các bạn có 7 kiếm. Wow.
Riêng tụ 2 thì mình sẽ phải phân tích một chút nha, bởi vì tụ 2 nó có rất là nhiều điều thú vị ở đây, nên mình mong những bạn nào chọn tụ 2 thật sự lắng nghe cũng như là xem xét với trường hợp hoàn cảnh của các bạn. Và nếu có thể các bạn hãy ghi chép lại để nó phù hợp hơn nào. Đầu tiên mình đang thấy ở đây bảy kiếm với hình tượng của một người mà họ đang rón rén, họ rất là im lặng, họ đi một cách chậm rãi và nhẹ nhàng như kiểu sợ bị phát hiện, cũng như là với cái hình ảnh những chú quạ ở đây với những chiếc lông vũ làm mình nghĩ. Và đặc biệt là trên lưng người này vẫn có đang có những cái con quạ rồi, thì làm mình nghĩ rằng cái việc là nó liên quan đến một trường hợp hoàn cảnh và liên quan đến một con người mà các bạn đang tiếp xúc hoặc là đang tham gia vào, bởi vì rất có thể nó cần nhiều hơn cái sự trung thực, cái sự đánh giá khách quan và cần nhiều hơn cái việc là cần quan sát thêm về cái trường hợp tình huống đấy trước khi mà bạn nhận được điều ban phước lành. Bởi vì ở đây nó sẽ có hai cái chiều hướng xảy ra, đó chính là một là đôi khi cái trường hợp đấy nó quá tốt, nó quá gọi là nó đến đúng lúc như kiểu phao cứu sinh của bạn, dẫn đến cái việc là bạn chưa kịp đánh giá một cách khách quan, bạn chưa kịp nhìn nhận lại mọi thứ nó một cách chính xác hơn, hoặc là bạn quá vội vàng cho cái việc đưa ra quyết định, nên khiến cho đôi khi nó vẫn còn ẩn giấu một vài những cái sự thật đằng sau. Bạn vẫn chưa biết hoàn toàn những cái gọi là cái câu chuyện hoặc những cái sự thật mà bạn cần biết. Và ngoài ra có một trường hợp nữa, đó chính là đừng thỏa hiệp với lòng trung thực của chính bạn. Dù hãy để ý hơn xem mục đích thật sự của những cái người họ đến với bạn trong cái thời gian này. Hãy để ý hơn đến cái việc khi mà bạn tham gia ký kết hợp đồng, hay thậm chí hãy để ý hơn đến những người mà họ có cái xu hướng là họ muốn tương tác với bạn, hoặc là họ muốn kết nối với bạn, kể cả là người quá khứ hay người hiện tại, hay là cái người mà vừa mới chuẩn bị, vừa mới email cho bạn nha. Bởi vì ở đây nó đòi hỏi rất nhiều đến lòng trung thực và sự quan sát, cái sự tĩnh lặng hơn một mình. Và đôi khi ở đây nó cũng báo hiệu rằng cái việc là thực ra riêng với các bạn trong tụ 2 thì nó liên quan đến sự cởi mở, nó lại nằm ở cái việc là khi mà các bạn vô tình mắc lỗi trong cái việc đưa ra quyết định quá vội vàng, thì lúc sau bạn học được bài học, thì từ cái việc học được bài học xong thì bạn mới cởi mở, bạn biết được là à đâu mới là người đáng tin, đâu là cái người không đáng tin, hoặc là đâu mới là cái trường hợp mà bạn nên dành nhiều cái thời gian để bạn phân tích, và đâu là những cái trường hợp mà nó chỉ là cái sự đôi khi là những lời nói dối thôi, bạn không cần mất thời gian phân tích. Thì điều ban phước lành nó sẽ chỉ đến thông qua cái việc là các bạn đã từng mắc sai lầm, các bạn đã từng vấp ngã. Và cái việc bạn cởi mở hơn đó chính là bạn phải sai ở thực tế đã, sau đó bạn mới ngộ ra được. Riêng các bạn trong tụ 2 là như vậy. Bởi vì ở đây mình đang thấy có một cái cảm giác rất là cao đối với các bạn trong tụ 2, đó chính là rằng cái việc là hãy luôn luôn tỉnh táo và sáng suốt trong tất cả mọi trường hợp. Kể cả là trong hành trình tâm linh bạn đang đi nha. Hành trình tâm linh bạn đang đi, trong công việc của bạn, trong những mối quan hệ của bạn, tất cả mọi thứ cần phải được đặt lên bàn cân, xem xét lại một cách kỹ lưỡng. Không chỉ là để cho cảm xúc của bạn nó chen chân vào, mà đôi khi hãy để cho lý trí, đôi khi hãy để cho cái sự phân tích logic của các bạn nó được can thiệp vào nữa, để cân bằng, để xem xét xem đâu là mặt lợi, đâu là cái mặt chưa lợi, hay là thậm chí là những cái điểm mạnh, những cái khó khăn ở đây là gì, trước khi các bạn đưa ra bất cứ một quyết định nào. Bởi vì khi nhắc đến bảy kiếm, nó liên quan đến như mình nói rồi, nó liên quan đến lòng trung thực, nó liên quan đến đôi khi sẽ có những điều mà đang bị che giấu. Và khi nhắc đến bảy kiếm, nhắc đến năng lượng của kiếm là năng lượng của ngoại giao, năng lượng của giao tiếp, năng lượng của sự rõ ràng, năng lượng của sự trung thực, năng lượng của cái việc các bạn đạt được mọi thứ thông qua thỏa thuận bằng giao tiếp, bằng lời nói. Thế nên là hãy cực kỳ rõ ràng trong cái việc là bạn nói chuyện với một ai đó, hãy cực kỳ rõ ràng trong cái việc là bạn email với một ai đó, bạn dùng chữ viết cho một điều gì đó, bởi vì và hãy để ý câu chữ của bạn trước khi bạn gửi đi. Tại vì cái điều ban phước lành của các bạn nó có đến hay không, hay nó đến bao nhiêu phần trăm, nó có đến được đúng như những gì mà bạn tưởng tượng, nó có đến đúng vào cái thời gian bạn muốn hay không, nó phụ thuộc rất nhiều vào sự giao tiếp, nó phụ thuộc rất nhiều vào sự trung thực, nó phụ thuộc rất nhiều vào cái gọi là cái tiêu chuẩn của riêng bạn. Ví dụ như là bạn đang có tiêu chuẩn khoảng 8 trên, ví dụ như là trong công việc bạn đang có tiêu chuẩn là chất lượng công việc là phải 8 trên 10 thì nó mới được. Mình lấy thang điểm 10 là thang điểm cao nhất đi, 8 trên 10. Nhưng mà trong một cái trường hợp nào đó tự nhiên là cái thời gian đó tự nhiên là cái công việc các bạn không ổn, thế nên bạn hạ thấp tiêu chuẩn bạn xuống còn thậm chí là còn không phải là 7 nữa mà còn đến 5 trên 10. Thì hãy xem cái điều đấy nó có phù hợp trong tương lai và nó sẽ chỉ phù hợp trong cái thời gian nào. Không phải lúc nào bạn cũng cần phải duy trì một cái tiêu chuẩn thấp như vậy, tại vì nếu như bạn cứ duy trì một cái tiêu chuẩn thấp, vô tình những người mà được thu hút đến với bạn họ cũng sẽ chỉ có những cái năng lượng thấp như vậy thôi. Còn khi mà bạn phải hiểu, khi bạn đã đặt một cái tiêu chuẩn cao hơn, chứng tỏ bạn cũng đã lọc được những cái năng lượng không liên quan, bạn cũng đã lọc được những người mà họ có ý đồ không tốt với công việc của bạn, họ có những cái
hoặc là họ có những cái tiêu chuẩn thấp hơn chẳng hạn. Thế nên là mình muốn nói nhấn mạnh đi về cái việc là tiêu chuẩn, sự trung thực, sự giao tiếp, và hãy cân đối, cân bằng trước khi đưa ra quyết định của lý trí và cảm xúc riêng đối với các bạn trong tụ hai. Bởi vì rất có thể nha, khá nhiều các bạn trong tụ hai, các bạn ấy rất là tốt, cực kỳ tốt. Và các bạn ấy là một cái người mà rất là thoải mái trong cái việc là giúp đỡ người khác, trong cái việc là nhận lời hộ người khác làm một cái gì đó, hoặc là trong cái việc các bạn nói có. Nhưng mà đôi khi chính vì cái việc là các bạn ấy hay làm như vậy thường xuyên, thế nên là rất nhiều người họ không coi trọng được cái giá trị của bạn ấy, không coi trọng được năng lực của bạn ấy thể hiện, không coi trọng được cái giá trị tình thân hoặc là cái tình cảm của các bạn ấy trong một mối quan hệ nữa cũng vậy. Mình đang thấy ở đây là đôi khi các bạn bị đánh giá thấp hơn so với những gì bạn bạn đang thể hiện ra. Thế nên là họ mặc nhiên họ cho họ có cái quyền, những cái người mà đến với bạn, họ mặc nhiên họ cho họ có cái quyền được cái việc là họ được đôi khi lừa dối bạn, đôi khi mà sử dụng bạn với cái mục đích không tốt, hoặc đôi khi nhờ vào bạn nhiều hơn cái mức cho phép chẳng hạn. Nhưng mà bởi vì bạn rất tốt bụng nên là đôi khi bạn vẫn phải nói có, mặc dù đôi khi bạn rất là mệt rồi. Thì đấy cũng là một cái mà bạn xem là bạn có nên thỏa hiệp hay không, hay bạn sẽ đấu tranh vì những gì bạn tin tưởng, bạn đấu tranh những gì bạn tin là đúng. Bởi vì riêng đối với các bạn trong tụ hai, thật sự đúng là trong cuộc sống của các bạn sẽ có rất là nhiều người họ trân trọng với cái sự giúp đỡ của bạn, hoặc trân trọng cái công sức của bạn bỏ ra, trân trọng cái lời khuyên của bạn. Nhưng ngược lại cũng có những người họ, dù bạn có làm cái điều tốt như thế nào với họ, dù bạn có sử dụng cái sự nhân từ, dù bạn có thể hiện cái sự đơn thuần, bạn có thể hiện cái sự hào phóng như thế nào, thì họ vẫn sẽ chỉ sử dụng bạn như cái việc là họ chỉ muốn đạt được mục đích bằng mọi giá, và trong đó phải có bạn đồng hành chẳng hạn. Thế nên là hãy để ý hơn đến những người mà bạn kết giao, hoặc là trong những cái hợp đồng, trong những cái thương vụ tưởng là béo bở, hoặc là trong những cái mà khóa học, hoặc trong những cái mà đặc biệt ở đây liên quan lòng trung thực, bạn có thật sự muốn như vậy hay không? Riêng đối với các bạn trong tụ hai nha, thì cái việc mà bạn nên cởi mở và việc bạn nên quan sát một cách trung thực hơn, nó rải rác nằm ở tất cả các lĩnh vực. Đương nhiên là không phải bạn nào cũng sẽ mắc hết toàn bộ các lĩnh vực. Ở đây sẽ có, tại vì đây trả bài chung mà, một số các bạn sẽ gặp phải trong công việc này, một số các bạn sẽ gặp phải trong cái việc tương tác với khách hàng này, một số các bạn khác là sẽ gặp phải trong chuyện tình cảm này. Ví dụ mình lấy đơn giản trong chuyện tình cảm đi, bạn biết là bạn với người đó có thể là sẽ không chung một con đường nữa, mặc dù trước lúc đó các bạn có tình cảm với nhau và bạn biết là cái điều đấy rồi, nhưng mà vì còn những cái lý do, vì còn những ràng buộc, thế nên bạn vẫn tiếp tục ở lại, và bạn cảm giác mỗi ngày trôi qua nó lại là một cực hình, mỗi ngày trôi qua bạn đang sống trái với lương tâm đạo lý chẳng hạn. Mình đang lấy ví dụ thôi để cho các bạn biết được rằng cái việc là khi nào nên thỏa hiệp trong cái trường hợp tình huống đấy và khi nào không nên thỏa hiệp. Trung thực với chính bạn và với chính những gì bạn đang tham gia, nó chính là một trong những cái điều kiện tiên quyết để bạn nhận được những cái phần thưởng của các bạn. Chưa? Sẽ có một sự tái sinh, sẽ có một cái góc nhìn khác, và sẽ có một cái khoảng thời gian trì hoãn ở đây. Tại vì trong thời gian trì hoãn đó chính là cái thời gian bạn tái tạo lại năng lượng để có thể nhìn ra sự thực, để có thể tự soi chiếu chính mình, để có thể soi chiếu cái trường hợp đó, để có thể xem là à, đâu là sự thực và đâu là ảo ảnh, đâu là sự thực, đâu là cái sự ảo mộng, đâu là sự thực, đâu là những cái sự lừa dối chẳng hạn. Và bạn sẽ cần phải một mình để quan sát tất cả những điều đó. Ở đây cho thấy là cái sự tái sinh giống như là phượng hoàng lửa, liên quan cái việc là một cái cách nghĩ mới, một cái phương pháp mới, một cái góc nhìn mới, một cái cách giải quyết mới cho tất cả những gì bạn đang gặp phải. Và bạn sẽ sống dậy một lần nữa với một cái năng lượng mới hơn, với một cái sự tươi sáng hơn. Và rất có thể khá nhiều các bạn trong tụ hai đang gặp ở đây, cái thời kỳ mà các bạn đang đang phải trải qua, nó là thời kỳ của mặt trăng, là thời kỳ bóng tối, là thời kỳ của những cái điều chưa thật sự là sự thực. Thế nên là hãy kiên nhẫn một chút, hãy tập làm việc với bản thân một chút, hãy xem xét lại tất cả những gì đã xảy ra và viết nó ra giấy, hoặc để xem cái cách giải quyết trong tương lai như thế nào, để làm gì, để chờ đợi cái mùa trăng này qua đi, để chờ đợi cái ánh trăng mờ mờ qua đi, để đón nhận một cái ánh sáng mặt trời một cách rõ ràng hơn, một cách trung thực hơn. Và khi đó kết luận nó mới đến, khi đó cái sự thật cuối cùng nó mới đến, khi đó cái bức tranh cuối cùng nó mới được gợi mở chẳng hạn. Và ngoài ra bảy kiếm ở đây còn một khả năng nữa, đó chính là không đối với một số các bạn ở đây thì các bạn nên để ý hơn đến những người mà các bạn đang đang kết nối, hoặc là những gì các bạn đang tham gia vào, bởi vì nó liên quan đến lòng trung thực, nó liên quan đến sự thỏa hiệp. Và ngoài ra ở đây nó liên quan, và ngoài ra có một trường hợp khác, đó chính là
không phải là người khác với bạn mà là bạn với người khác. Bạn hãy xem thật sự bạn có muốn tham gia vào với người đó hay không, bạn có muốn nhận lời đồng ý với trong chuyện tình cảm với người đó hay không, hoặc là bạn có muốn thật sự muốn cái công việc đó hay không, hay ẩn sau cái việc là đồng ý với cái công việc đó, đồng ý mối quan hệ đó, nó còn lý do nào khác. Hãy thật sự trung thực với chính mình. Khá nhiều các bạn trong tụ 2, các bạn ấy đang, một là các bạn ấy đang cảm thấy là không hài lòng trong cuộc sống vì những gì đang xảy ra. Hai là các bạn ấy đã vượt qua những cái trường hợp khổ sở rồi, nhưng mà bản thân bạn ấy vẫn còn đang bị mắc kẹt bởi những cái vụn vỡ cũ. Thế nên là vẫn chưa tìm thấy được cái sự hài lòng, cái sự thanh thản thật sự mà các bạn ấy hằng mong ước. Thì ở đây mình chỉ muốn nói rằng là mình đang thấy một trong những điều ban phước lành mà nó sẽ đến khi các bạn cởi mở hơn, học hỏi từ những cái vết xe đổ cũ của các bạn, hoặc học hỏi hơn trong cái lòng trung thực, đó chính là cái sự yên bình, cái sự thanh thản thật sự đến từ tâm hồn. Thứ hai đó chính là sự tự tin. Tự tin để tự tin tỏa sáng, tự tin là chính bạn, tự tin để độc lập cho mọi thứ. Và ngoài ra, có một cái tình bạn mới sẽ được phát triển. Tình bạn ở đây mình đang thấy được rằng là một, tình bạn đấy sẽ là tình bạn tái sinh từ tình bạn cũ, bởi vì các bạn đã trung thực với nhau, bởi vì các bạn đã nói rõ ràng, tại vì ở đây liên quan đến sự giao tiếp mà. Và thứ hai là tình bạn ở đây có thể là xuất hiện một cái tình bạn mới. Tình bạn này mới là tình bạn thật sự, mới là những người thật sự trân trọng bạn, mới là thật sự những người mà cùng vui, cùng cười, cùng buồn, cùng khóc với bạn. Sẽ là những người mà ủng hộ bạn trên mọi mặt trận chẳng hạn, chứ không phải là những người bạn cũ. Đó thì đấy là những cái điều mà mình chia sẻ và truyền tải cho các bạn trong tụ 2. Nếu như thật sự các bạn trong tụ 2 liên kết được với những gì mà mình chia sẻ, mình biết là sẽ còn rất là nhiều những cái uẩn khúc của các bạn trong tụ 2 nữa, nhưng mà mình sẽ muốn để cho các bạn trong tụ 2 sẽ tự nghiền ngẫm. Và nếu như các bạn cởi mở thì các bạn có thể hoàn toàn chia sẻ cái câu chuyện của bạn trong cái phần bình luận của video này ha. Bây giờ mình sẽ sang các bạn trong tụ 3. Tụ 3, bạn nên cởi mở hơn với điều gì để đón nhận điều ban phước lành? 5 gậy, 5 ly và kỵ sĩ lỵ. Wow. Riêng tụ này liên quan rất nhiều đến cảm xúc, niềm đam mê và cách thức hành động nha, và sự truyền cảm hứng. Đấy là những điều mà bạn nên cởi mở hơn để đón nhận điều ban phước lành. Bây giờ mình sẽ đi sâu hơn vào cái việc là tại sao bạn cần cởi mở. Thứ nhất, liên quan đến cái việc năm ly, cho thấy được rằng là rất có thể là một hoặc một vài lĩnh vực trong cuộc sống các bạn nó đang không xảy ra như ý muốn các bạn. Mặc dù bạn đã chờ đợi rất lâu, mặc dù các bạn đã cầu nguyện cái trường hợp này nó thay đổi rất lâu, mặc dù các bạn đã trông chờ một ai đó sẽ cứu vớt bạn ra khỏi cái trường hợp này, mặc dù bạn đã hy vọng có một phép màu nào đó để có thể chấm dứt tất cả những gì đang xảy ra, để bạn không cảm giác tuyệt vọng, để bạn không cảm giác bị mệt mỏi, để bạn không cảm giác là bạn bị bỏ lại phía sau, để bạn không cảm giác là bạn bị thất vọng và không hài lòng với cuộc sống nữa. Bạn cũng muốn lấy lại cái niềm vui nụ cười của các bạn, bạn cũng muốn lấy lại những cái cơ hội đã mất của các bạn, nhưng mà mãi mà nó không tới. Thì mình chỉ muốn nói một câu thôi, đó chính là thực ra tất cả những gì mà nó tuột mất khỏi tay bạn, nó chính là những sự bảo vệ và nó chính là những sự điều hướng để bạn có cơ hội tạo dựng nên một cái điều khác tốt hơn. Bởi vì năm ly ở đây là mình nghĩ đến là khi mà trong năm chiếc ly này, ba chiếc ly đã đổ và rơi những cái dòng nước xuống đất, chỉ còn hai chiếc ly thôi, thì cho thấy được rằng là thay vì cái việc là cứ u ám mãi về những gì đã qua, về những gì bị thất lạc mất, về những gì bị tuột mất, về những gì chưa tới, về những gì mà bạn mơ ước mãi mà không được, về những gì bạn cầu nguyện mãi mà cuối cùng chỉ gây nên sự thất vọng, thì đã đến lúc, đương nhiên là bạn sẽ vẫn được cho phép bản thân buồn, vẫn được cho phép bản thân là bạn cảm giác là thất vọng, bởi vì là các bạn đã rất cố gắng nhưng mà kết quả nó chưa được như vậy, hoặc là bởi vì là các bạn đã cầu nguyện rất lâu nhưng cuối cùng là nó vẫn ngày càng một trì trệ. Bạn vẫn được buồn nha, bởi vì cảm xúc của con người là những thứ rất là chân thật và bạn được phép làm điều đấy, nhưng không có nghĩa bạn được nhúng chìm bản thân bạn và bạn coi bản thân bạn chính là con người đó, bởi vì đây chỉ là một trong các khoảnh khắc trong cuộc sống của bạn thôi, chứ không phải là mãi mãi như vậy. Và ngoài ra có một thông điệp khác dành cho các bạn trong tụ 3, đó chính là tất cả những gì bạn đang trải qua và đã trải qua luôn luôn có một lý do để phục vụ cho mục đích cao hơn. Thế nên là đừng bao giờ đánh đồng cái con người hiện tại của bạn với con người trong quá khứ, hay đừng bao giờ đánh đồng con người hiện tại với con người trong tương lai, bởi vì nó sẽ hoàn toàn khác nhau trong từng thời điểm. Và đặc biệt ở đây cái bài học cho các bạn lớn nhất và cái sự cởi mở cho các bạn cần có, đó chính là sự chấp nhận. Hãy chấp nhận cái cảm xúc của bạn đang có. Không có né tránh, không có lừa dối, không có trốn, không có tự giả định rằng cái việc là bây giờ mình đang buồn nhưng mà cố tình mình thể hiện mình không buồn đấy thì nó sẽ qua. Không ạ. Hãy nhớ rằng khi nào bạn nên thể hiện đúng cảm xúc thực và khi nào bạn nên để cho cái sự tích cực nó được lan tỏa. Điều đấy các bạn trong tụ 3 cũng cần phải học. Tại vì
Đôi khi các bạn trong tụ ba sẽ hơi vướng vào một trường hợp, đó chính là sự tích cực độc hại. Các bạn từng nghe đến cái thuật ngữ này chưa? Tại vì cái điều này thực ra là được rất nhiều những chuyên gia tâm lý học nói về sự tích cực độc hại rồi. Nên là các bạn hoàn toàn có thể đọc ở trên mạng nha về về cái sự tích cực này. Nó cũng là sự tích cực nhưng về lâu về dài thì nó không đóng góp cho về cái tinh thần, về cái thể chất hay thậm chí về các cơ hội của bạn, và đôi khi nó gây ra cái trường hợp ngược lại. Nó gây ra cái hiệu ứng ngược lại cho các bạn là khiến các bạn buồn bã hơn, khiến các bạn khổ sở hơn, khiến các bạn bị chật vật hơn để chạy lại một cái mục tiêu hay một cái giấc mơ nào đó của các bạn. Nó không thỏa lấp đi được cái sự trọn vẹn. Và đương nhiên khi mà bản thân chúng ta đã không có được sự trọn vẹn và nó liên tục kéo dài như vậy thì đúng lúc đó cũng là thời điểm mà các bạn đang bị tách rời giữa ego bản ngã và tách rời với linh hồn. Nó đang tách rời ra làm hai. Đừng quá căng thẳng với bản thân, đừng quá phán xét, chỉ trích bản thân, đừng quá và thậm chí đừng có nghĩ nhiều về những gì đang xảy ra. Bởi vì như mình nói trước đó, tất cả mọi thứ xảy ra đều cho cái mục đích cao hơn thôi. Bạn không nhìn ra không có nghĩa là bạn đang đi sai đường. Bạn không nhìn ra không có nghĩa là không ai quan tâm bạn. Bạn không nhìn ra và những lời cầu nguyện của bạn không có nghĩa là không được lắng nghe, không được hồi đáp. Chỉ là nó được hồi đáp theo cái cách khác như những gì bạn tưởng tượng thôi. Thế nên là đừng mất thời gian vào cái việc là quá phân tích vào những năng lượng tiêu cực, quá phân tích vào những cái điều bạn sợ hãi hoặc là những điều mà bạn né tránh, những điều mà bạn bị tuột mất. Đương nhiên nếu như bạn muốn phân tích thì bạn sẽ chỉ cần phân tích ở trên góc độ đó chính là thay vì hỏi tại sao thì hãy hỏi là cái trường hợp đấy dạy bạn được bài học gì. Hãy ghi lại tất cả những bài học bạn rút ra được từ những cái sự vấp ngã này, từ những cái sự thất bại này, từ những cái điều mà nó bị tuột mất này. Dù là trong chuyện tình cảm hay là trong công việc hay là trong một cái giấc mơ nào đó của bạn nó chưa được hoàn thành, chưa được đáp ứng. Và quan trọng hơn đối với các bạn đó chính là sự cởi mở. Đừng có tự tranh đấu với bản thân để rồi cuối cùng là vừa căng thẳng vừa mệt mỏi, vừa là cái người đạo diễn và vừa là cái diễn viên ở trong đó. Cuộc sống của các bạn trong tụ ba đôi khi chính bản thân bạn lại tự là cái người đưa bản thân bạn vào gông cùng, tự là cái người đưa bản thân bạn vào cái sự mắc kẹt và sự bế tắc. Lại một lần nữa, riêng các bạn trong tụ ba mình phải nhấn mạnh về một câu, đó chính là cuộc sống thông thường đóng vai trò 10% đối với những gì xảy ra với chúng ta, nhưng 90% còn lại đó chính là những gì chúng ta phản ứng lên với nó. Nên hãy xem hiện tại các bạn đang ở 10% hay ở 90%. Và nếu như trong cái lúc mà các bạn đang hơi không thoải mái, không hài lòng với cuộc sống hay thậm chí là cảm xúc các bạn đang dao động đó, tự nhiên có một ai đó đến và nói chuyện với các bạn và họ có một cái quan điểm khác biệt, thì có một cái gợi ý cho các bạn ở đây: đừng ngay lập tức phản ứng với những điều đấy. Hãy cứ gật đầu, hãy cứ thu góp những cái thông tin đó, hãy cứ biết ơn, bởi vì ít nhất là còn có những người họ cho bạn những cái quan điểm khác biệt. Đừng ngay lập tức, dù là bạn thích họ hay không, dù bạn có đồng ý với quan điểm đấy hay không, dù bạn có đồng ý với những ý tưởng đấy hay không, đừng ngay lập tức đấu tranh hoặc đừng ngay lập tức đấu khẩu, đừng ngay lập tức phản bác lại cái điều đó, mà hãy dành cái thời gian để nghiền ngẫm. Bởi vì tất cả chúng ta, tất cả sự kiện đều đang được sắp xếp theo một cách cực kỳ phù hợp và hợp lý trên từng chặng hành trình, trên từng mốc thời gian của các bạn, kể cả trong các bạn trong tụ ba cũng vậy, không có ngoại lệ. Không phải ngẫu nhiên họ được sắp xếp để đến ngồi trước mặt bạn nói ra những quan điểm khác biệt, mặc dù trong lúc mà các bạn đang rất là chán đời, trong lúc các bạn đang rất mệt mỏi, tự nhiên lại gặp một cái người mà họ có quan điểm mà bạn nghe xong bạn chỉ muốn bực mình nữa. Tất cả mọi thứ đều là sự sắp xếp cả. Và ngoài ra hãy xem là cái ngọn lửa mà bạn đang muốn với đến, ngọn lửa ở đây là mình nghĩ đến việc là ngọn lửa của đam mê, ngọn lửa của giấc mơ, ngọn lửa của những cái điều mà bạn rất khao khát, bạn muốn phải chạy thật nhanh về phía nó. Bởi vì bạn nghĩ là chỉ khi chạm vào ngọn lửa này, chỉ khi chạm vào ánh sáng này, bạn mới thấy được hạnh phúc, bạn mới thấy được sự đầy đủ trọn vẹn, bạn mới thấy được cái sự an toàn. Nhưng có thật sự nó là như vậy hay không? Mình chỉ muốn hỏi bản thân các bạn trong tụ ba như vậy thôi. Còn những cái lựa chọn khác thay thế mà nó tốt hơn hay không? Hãy nhìn rộng ra hơn một chút. Bởi vì rất có thể khi bạn bình tĩnh lại, bạn nhìn rộng ra hơn, bạn ghi chép lại mọi thứ, bạn đánh giá lại một cách khách quan hơn, bạn sẽ phát hiện điều gì đó mà bạn bỏ lỡ. Bởi vì ở đây với cái hình tượng là nếu như mà thật sự mà bạn rất hạnh phúc khi mà chạm đến ngọn lửa này rồi, thì tại sao ở bên dưới vẫn còn những người khác họ đang bóc những cái thanh gậy? Thay vì cái việc là họ để những cái thanh gậy thẳng hàng và đồng lòng đi từ dưới lên trên, đi từ đi từ cái điểm đầu sang cái điểm cuối để đến được cái đích là đón nhận ngọn lửa, nhưng tại sao họ lại mỗi người lại một hướng, mỗi người lại một 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 ý kiến, mỗi người lại có một cái tôi như thế này, mỗi người lại đặt một thanh gậy khác nhau.
cho thấy là sự cản trở, cho thấy là sự suy nghĩ quá nhiều, cho thấy là cái việc là đôi khi cuộc sống sẽ không diễn ra theo những gì mà chúng ta muốn, chúng ta mong mỏi hoặc là chúng ta nghĩ về nó. Thế nên cái sự cởi mở, cái sự chấp nhận và cái việc là hãy tận dụng những cái nguồn lực bạn có và nhìn nhận mọi thứ khác đi, nó mới chính là những thứ mà giúp cho các bạn thu hút được điều ban phước lành. Và ngoài ra khá nhiều các bạn trong tụ ba ở đây có liên quan đến một đối tượng tình cảm nha. Đối tượng này có thể là bạn đã gặp hoặc chưa gặp, nhưng chắc chắn là người không ở cùng trong một cái khu vực địa lý với bạn, không ở cùng trong một cái không gian, không ở cùng trong một cái, thứ nhất là không cùng độ tuổi đã, thứ hai là không cùng một cái khu vực nhà ở, không cùng một cái công ty, không cùng một cái quốc gia nữa. Bởi vì với cái hình tượng là chú ngựa ở đây là mình nghĩ cái việc là họ đã di chuyển từ nơi khác đến và bạn với họ có cái cơ duyên gặp gỡ. Và rất có thể là mình hiểu rồi, cái hình ảnh năm ly ở đây, cái hình ảnh buồn phiền, cái hình ảnh mà thất vọng, cái hình ảnh mà chán nản ở đây nó còn liên quan đến một mối quan hệ nữa. Đó chính là đôi khi có thể bạn đang mơ tưởng về một đối tượng và bạn rất mong đối tượng đấy hồi đáp lại bạn, nhưng cuối cùng cái đối tượng mà tỏ tình với bạn nó lại là một đối tượng khác. Đối tượng đấy lại đối tượng mà bạn chưa biết về họ, hoặc là bạn còn chẳng có ý niệm gì với họ, cũng không có quá nhiều tình cảm về tình yêu đôi lứa. Thế nên là khiến cho bạn rất là buồn phiền, khiến cho bạn rất là không hài lòng, khiến cho bạn cảm giác là tại sao cuộc sống lại đối xử với bạn như vậy, tại sao người đó đối xử với bạn như vậy, và bạn mong muốn có nhiều hơn như vậy. Nhưng hãy chắc chắn rằng là tất cả mọi sự sắp xếp đều là tốt nhất rồi. Còn đương nhiên bạn, đấy là những gì mình đang nhìn thấy thôi nha, còn đương nhiên bạn đón nhận như thế nào, bạn có gật đầu hay không, hay là bạn từ chối nó, đấy là phần việc của các bạn nha. Hoặc một số bạn khác nha, rất có thể là với cái hai hình tượng đối lập này, một cái hình tượng là hoan hỉ đón nhận và một hình tượng là buồn bã thất vọng, hoặc là coi mọi thứ là màu xám, coi mọi thứ là bế tắc mắc kẹt, thì ở đây nó còn liên quan đến một sự tương phản khác, đó chính là rất có thể khá nhiều bạn ở đây, các bạn ấy đang chỉ muốn tập trung vào công việc, đang chỉ muốn là tập trung là nắm lấy được cái ngọn lửa là giấc mơ đam mê, biến mọi điều ước các bạn thành sự thực thôi, chứ các bạn ấy không có quá để ý nhiều đến chuyện tình yêu. Nhưng tự nhiên tình yêu lại ập đến với bạn ấy trong lúc này chẳng hạn, và các bạn ấy chưa chuẩn bị cái điều gì cho nó, các bạn cũng không có ý định vì với cái người đấy, các bạn cũng không định gọi là hồi đáp gì cả, và các bạn ấy đôi khi hơi thờ ơ chẳng hạn. Bởi vì các bạn ấy chỉ đang muốn tập trung vào công việc thôi, mặc dù là công việc của các bạn ấy nó đang gặp trục trặc, hoặc nó đang gặp sự trì hoãn, hoặc nó đang gặp những cái sự gọi là không mấy suôn sẻ chẳng hạn. Và các bạn ấy thực sự là đang ở trong cái tình trạng là hơi thế bí vì cái việc là tự nhiên gặp rắc rối về chuyện tình cảm, nhưng mà gặp rắc rối về công việc, nhưng là tình cảm nó lại thăng hoa chẳng hạn. Và các bạn đang không biết phải xử lý ra sao. Thì quyết định ở các bạn, nhưng mà ở đây với cái thông điệp mà mình đang nhìn thấy đó chính là hãy cứ cởi mở ra. Bởi vì chủ đề của chúng ta hôm nay là liên quan sự cởi mở. Biết đâu cái người, cái đối tượng này của các bạn, cái đối tượng mà bạn từng kiểu tưởng là không thích, hoặc là tưởng là không có cảm xúc, hoặc là tưởng là cũng chẳng có liên quan gì với bạn, hoặc là bạn chỉ đồng ý gọi là nhất thời bởi vì là coi như là cũng có người đi cùng các bạn thôi. Nhưng biết đâu người đấy lại đóng một cái vai trò cực kỳ trong cuộc sống của các bạn thì sao? Biết đâu người đó vừa hỗ trợ cho các bạn, vừa giúp các bạn gọi là nhìn nhận một cái nhìn khác đi trong chuyện tình cảm, vừa giúp các bạn thăng hoa trong chuyện tình cảm, nhưng đồng thời vừa giúp cho các bạn trong chuyện công việc thì sao? Và biết đâu đối với một số bạn khác, không phải là cái người mà bạn đã từng crush, mà là cái người bạn của họ, người anh em của họ, hoặc là cái người gọi là vũ trụ gửi cho bạn, mà bạn không có tình cảm với người đó, nhưng biết đâu người đấy mới là sự lựa chọn phù hợp nhất với bạn thì sao? Bạn không thử thì làm sao mà các bạn biết? Kỵ sĩ Ly. Nói chung là trong thời gian sắp tới có một cái điều gì đó rất ngọt ngào trong chuyện tình cảm đối với các bạn trong tụ ba, nó sẽ ập tới một cách rất là bất ngờ, một cách rất là ngẫu nhiên, và đôi khi cái tốc độ nó sẽ rất là nhanh. Thế nên là các bạn cứ chuẩn bị tinh thần sẵn để đón nhận đi. Còn đương nhiên các bạn chưa chuẩn bị tinh thần cũng không sao, bởi vì là khi cái sự kiện đấy nó đến, khi con người đấy nó đến, khi cái chuyện tình này nó đến, bạn sẽ tự được điều hướng, bạn sẽ tự biết là bạn sẽ phải làm gì. Và nên nhớ rằng tất cả các quyết định của bạn đưa ra nó sẽ đều đi kèm với một kết quả tương ứng. Hãy chấp nhận những cái cơ hội, những con người đến với bạn, nó có thể là không phải là cái cơ hội hay con người mà bạn từng mơ ước, nhưng nó là phù hợp nhất với bạn trong thời điểm này, và nó đúng là những gì mà bạn được ban tặng, và đấy chính là điều ban phước lành với bạn. Và phải sau này bạn mới nhận ra được là hóa ra lúc đấy không nên
mong chờ nhiều quá, hóa ra lúc đấy là mình không nên bấu víu vào một người mà không phù hợp với mình, hóa ra lúc đấy mình không nên chạy theo những cái cơ hội mà nó đã bị bỏ lỡ. Thực ra phải nhìn xuống những cơ hội, mặc dù có thể nó nhỏ hơn, mặc dù có thể là nó ban đầu nó có thể tưởng là không phù hợp, không có điểm gì chung cả, nhưng cuối cùng lại hợp nhau đến bất ngờ chẳng hạn. Queen of Wands, nữ hoàng gậy, lại một lần nữa nói về năng lượng của lửa. Niềm tin sẽ được trở lại, sức mạnh sẽ có lại, những cơ hội sẽ được lan tỏa, những cơ hội sẽ được đến với các bạn một lần nữa thông qua cái sự xuất hiện của cái người này, thông qua cái cơ hội mà bạn dám nhận, mặc dù nó nhỏ hơn, nhỏ hơn những cái điều mà bạn từng mong ước trước đó, như kiểu nó là lựa chọn hai vậy, không phải lựa chọn đầu tiên. Nhưng mà một lần nữa bạn sẽ tái sinh, một lần nữa bạn sẽ thấy được rằng là à, hóa ra thực sự mình có thể phát triển hơn. Và biết đâu, và có một ngày tự nhiên bạn nói với chính bạn là biết đâu nếu lúc đó mà tự nhiên mình cứ bấu víu vào những mối quan hệ cũ, cứ bấu víu vào cái người không phù hợp, cứ bấu víu vào những cái giấc mơ mà nó không thành đấy, thì có thể như là bạn sẽ không thấy được cái niềm vui như là cái cô gái này đang thấy, đó chính là. Hoặc là nếu như mà bạn cứ chạy mãi vào những thứ không phù hợp, rất có thể bạn sẽ không có được cái thành công như thật sự bạn mong muốn. Tại vì cái đích đến cuối cùng các bạn trong tụ ba thực sự nó liên quan đến sự thành công, nó liên quan đến cái sự thỏa mãn, nó liên quan đến cái sự hạnh phúc, nó liên quan đến sự hài lòng trong cuộc sống. Vậy thì có thể cái quá trình nó sẽ khác các bạn nghĩ, nhưng chắc chắn đích đến nó sẽ chỉ có một thôi. Và vũ trụ sẽ luôn biết là cái điều gì là tốt nhất cho các bạn. Đội bảo hộ tâm linh của các bạn và cái người mà đến với các bạn sẽ, họ đã được ký cam kết cái hợp đồng linh hồn với bạn, thì họ cũng sẽ biết làm điều gì để tốt nhất cho bạn, cho cái hành trình của bạn và cho chuyện tình cảm của các bạn. Các bạn không cần phải can thiệp vào cái chuyện đấy quá nhiều, và các bạn cũng không cần phải buồn phiền về cái chuyện đó. Và Queen of Wands cho thấy được rằng là bạn có khả năng tái sinh mạnh mẽ hơn bao giờ hết khi bạn dám chấp nhận và nhìn nhận mọi thứ dưới một cái góc độ khác, khi các bạn dám nắm lấy những cơ hội khác, gọi là giống như lựa chọn hai đấy, dám nắm lấy lựa chọn hai để có thể tỏa sáng hơn bao giờ hết. Mình có cảm giác khi nắm lấy lựa chọn này, bạn phát triển hơn so với cái việc là bạn từng nghĩ bạn nắm lấy cơ hội một rất là nhiều. Rất có thể khá nhiều các bạn trong tụ ba, các bạn từng tưởng tượng là khi các bạn có được cái này, có được cái kia, hoặc là đạt được cái mơ ước của các bạn sẽ cực kỳ thỏa mãn, hoặc là sẽ cực kỳ có được cái A, cái B, cái C gì đó, sẽ cực kỳ gọi là viên mãn. Nhưng rất có thể đấy chỉ là điều bạn nghĩ thôi, còn thực tế nó sẽ khác. Và khi chính bạn trải qua rồi, bạn mới nhận ra được là à, hóa ra mọi chuyện là như vậy, hóa ra là tất cả mọi thứ từ chối hoặc bị tuột mất khỏi bạn là để bạn đến một cái hạnh phúc cao hơn mà ban đầu có thể là bạn không để ý đến, hoặc ban đầu có thể bạn bỏ qua, hoặc ban đầu bạn có thể là không hài lòng với nó. Nhưng tất cả những gì, à và có một điều này nữa với các bạn trong tụ ba, những gì là của bạn sẽ luôn luôn là của bạn, còn những gì không phải là của bạn đơn giản vì nó không thuộc về bạn. Everything happened for you, not to you. Hãy cứ vui vẻ lên. Sự cởi mở ở đây trong cái chủ đề ngày hôm nay đó chính là hãy cứ vui vẻ, hãy cứ chấp nhận, hãy cứ làm hết sức với những cái cơ hội được mang tới, kể cả nó là lựa chọn hai cũng được, kể cả nó không phải cái lựa chọn ban đầu bạn mong muốn cũng được. Hãy cứ làm đi, để rồi bạn sẽ biết được cái kết quả cuối cùng nó gửi đến cho bạn nó tuyệt vời đến như thế nào. Bạn sẽ cảm giác là bạn sẽ là cái người may mắn nhất trần đời đi chăng nữa, mình thấy được, và sau này bạn sẽ nói cái câu đấy. Có cái sự vui vẻ trở lại, có cái sự hồn nhiên trở lại, có cái sức mạnh trở lại, có cái sự cam kết trở lại, có cái những cái cơ hội mới nó đến nhiều hơn, nó suôn sẻ hơn trở lại trong công việc. Và chuyện tình cảm của các bạn nó cũng đạt lên một cái tình trạng nó cực kỳ tuyệt vời. Đương nhiên ở đây chỉ là trải bài chung, nên không phải là những gì mà mình nói nó cũng đều đúng hết với các bạn trong tụ ba, các bạn hãy chỉ chọn lọc ra thôi nha. Không hiểu sao khi mà nhắc đến cái hình ảnh này là mình thấy một cái sự viên mãn cực độ. Bạn có nhớ cái hình ảnh ngọn lửa này không? Thay vì cái tình trạng ban đầu là các bạn đang cứ chơi với để nắm lấy cái ngọn lửa không phải của các bạn. Nhưng mà giờ đây hoặc là trong tương lai các bạn tự tạo ra được cái ngọn lửa ở đây chính là hào quang rực rỡ các bạn ạ. Tự tạo ra được cái hào quang đấy và thu hút rất rất nhiều thứ, thu hút rất nhiều người phù hợp đến với các bạn, thu hút rất nhiều cơ hội và khiến cho các bạn nở một cái nụ cười viên mãn rạng rỡ. Giống như yeah, tôi là người chiến thắng kiểu vậy đó. Mình sẽ nói thêm một chút về cái chuyện tình cảm của các bạn trong tụ ba, bởi vì mình có cảm giác là mình sẽ cần phải truyền đạt nhiều hơn một chút, đó chính là bạn với họ, có thể ban đầu bạn cũng sẽ không có ý định gì với người này đâu, nhưng mà rất có thể là họ có một cái cảm xúc mãnh liệt hơn khi họ mới lần đầu nhìn thấy bạn, hoặc là khi họ tiếp xúc với bạn, hoặc là thậm chí ngay trong đầu họ đã nghĩ là à, tôi đã tìm được người định mệnh rồi, tôi đã tìm được cái cô gái của tôi rồi, tôi đã tìm được chàng trai của tôi rồi, tôi chỉ muốn ngay lập tức về để có thể cầu hôn, để có thể gắn kết, để có thể gọi là khẳng định chủ quyền, để có thể gọi là trao gửi yêu thương. Tại vì mình đang thấy ở đây rất nhiều là bó hoa này,
lá thư này, những cái buổi đi chơi thân mật này, gắn kết này, và có cả những cái chuyến đi nữa. Thế nên là riêng cái chuyện tình của các bạn trong tụ ba thì mình đang thấy ở đây là ban đầu rất có thể là về phía bạn thì bạn không có mặn mà quá đâu, còn người kia mới là cái người mà gọi là bỏ công sức, bỏ cái tình yêu thương, hoặc là thậm chí là bỏ cái nỗ lực ra nhiều hơn trong chuyện tình cảm. Nhưng sau này khi mà một thời gian sau bạn mới nhận ra được là, hoặc là các cái sự kiện gửi đến trong cuộc sống của các bạn khiến cho các bạn trong tụ ba nhận ra là à, hóa ra là như vậy, và bắt đầu là cân bằng lại, bắt đầu bạn điều chỉnh lại tất cả cái thái độ hành vi của các bạn, hoặc là bắt đầu là bạn mới hiểu hơn về cái mục đích thật sự mà vũ trụ sắp xếp cho các bạn khi mà cái người này đến, hoặc là trong cái chuyện tình cảm như thế này. Thì vừa rồi là những cái thông tin mà mình truyền tải cho các bạn trong tụ 3 cũng như cả ba tụ ngày hôm nay. Thì thật sự ba tụ ngày hôm nay đều mang ba cái năng lượng cực kỳ mới mẻ về cái việc là bạn nên cởi mở như thế nào, dấu hiệu ra sao, sự kiện như thế nào để bạn đón nhận được những điều ban phước lành. Và mình đã tiết lộ một chút những điều ban phước lành bạn có thể có được khi mà bạn cởi mở ra. Thì mình mong là phần nào các bạn đã nhận được thông điệp, và các bạn hoàn toàn có thể chia sẻ những câu chuyện của bạn cho mình nha. Mình rất hoan hỉ đón nhận. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và nếu các bạn thích cái video này, các bạn hãy ấn nút thích, chia sẻ cũng như đăng ký để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất đến từ Vi.